quả nhiên người đứng sau anh ta là trưởng phòng ma hông chu anh nói cho em biết đi em phải làm sao thì anh mới chịu đau khổ đây giờ em chỉ muốn dịch thấy anh đau khổ thôi thuê xong mà <laughs> em cứ vào trước đi không trả lời điện Đâu thể để anh hành động đơn lẻ một mình được chứ. Với lại tôi lo cho anh mà. Cái này thiệt là... Dạ em xin lỗi anh. Xin anh đừng có giận. Cảnh sát Kim, cảnh sát Sơ. Hai người vào qua cửa trước. Đi thôi. Dạ. Tôi sẽ hỏi cậu vụ này sao vậy? <laughs> Vì viên kim tung tinh bi anh mất tích hả Định trả thù tôi có phải không Anh nói em dùng cách đó Thôi sao Anh đánh giá em quá thấp rồi đó Quá thấp à Cô có biết chuyện này đã gây ra hậu quả ra sao không hả Giờ con U đang bị tìm theo đó là tới lực ai đây Chuyện ngày càng ầm ĩ không thấy sao Làm ảnh hưởng tới tất cả con cháu của Chin Quan Đều là do cô hết Tại sao em làm vậy chứ gì Cạnh em thì chuyện gì em cũng có thể làm Đương nhiên cho dù chuyện đó có thể khiến chinh quan sụp đổ Em cũng không sợ gì hết Cô không thể phá hoại mọi thứ như vậy được Nếu anh vẫn khăn khăn từ chối em Em sẽ làm tới cùng Dù tới bước đường cùng Em cũng sẽ nhất quyết không bao giờ buông Lúc đó em sẽ kéo anh cùng rơi xuống giật với em Anh tiên sông Mà Hồng Chu đừng làm vậy Cô làm ơn tỉnh táo lại đi Đừng mà buông ra Mà buông ra đi Chào phu nhân Gặp vui phu... Em à Anh đã quên đây là đâu hả Là nơi mà ưng nguy ơn đã bị đả kích và bị tổn thương sao Sao anh lại tiếp tục gặp cô ta ở đây Tôi thật không ngờ Anh tàn nhẫn và mù quá Em à hãy bình tĩnh lại đi Nghe anh nói đi em à Anh đừng nói gì hết Trung yên, <laughs> dừng lại đi. Anh im đi. Bình tĩnh ra. lại đi mà. <laughs> Trưởng phòng ma hồng chuột, tại sao cô lại tới đây chứ? Bởi vì người đàn ông tôi yêu cũng đang ở đây. Ma hồng chuột. Cô đi đi. Đây không phải là chỗ cô nên ở lại. chính là chỗ của em Anh thê xong mà <cười> <cười> Anh cũng đừng quên Cài sát minh bên cạnh phu nhân cũng vô cùng trùng hợp đó Anh Minh, anh có chuyện gì mà lại tới đây? Mau nói đi, có chuyện gì? mà anh và vợ tôi cùng tới biệt thự này vậy hả <laughs> cảnh sát minh chúng tôi tìm thấy dấu vết khi con bé chơi trốn tìm được trốn ở đây nhưng mà chỗ này có phải ai cũng biết hay không mặc dù ai cũng biết nhưng đã lâu không dùng tới nên có thể mọi người không nhớ đâu <laughs> hình như là họ đã rời đi gấp lắm con chứ người quản lý biệt thự có sống ở đây hay không ở đây có quản gia Hoàng ông ấy đang sống ở tầng trên khi nãy tôi đến ở tầng hầm ông ấy chỉ nói trước ngày đến hôn hai ngày có gặp cô bé Biên đã tới đây cùng với mẹ là ai đã bắt con tôi đi chứ gì tôi đoán đầu tiên tên bắt cóc đưa Biên về đây trốn sau buổi biểu diễn thì hắn thay đổi ý định quyết định chuyển con bé tới nơi khác chiếc lắc tay nè Là của bị ơn hay sao? Tôi biết Vì tôi cũng có một chiếc Là ai? Là của ba Hồng Chu Sao lắc tay của cô ấy lại ở đây vậy? À cái này Sao anh biết được chứ? Là anh mua cho mà Sao lại không biết được chứ? Vậy con u không phải con u mà là ma hung chú Chính ma hồng chú đã bắt cóc con bé đi Bắt cô ta đi Làm chuyện này chứ Vậy tại sao lắc tay cô ấy lại ở đây vậy hả Không phải vì cô ấy từng tới đây và làm rớt nó hay sao Bình tĩnh đi em à Chúng ta không nên <laughs> chế gì chiếc lắc tay này <laughs> Tới nước này mà anh vẫn còn binh giật cô ta hả Ý anh không phải vậy mà Ủa, Cô ta rời khỏi đây khoảng 40 phút Chắc đã về phòng triển lãm Hoặc là đã về nhà Hành động đi Giao cảnh sát khác lấy dấu dân tài ơi Mà Hồng Chu đã xin nghỉ 4 ngày ba đêm rồi Thiệt hả Thấy động linh tính bỏ trốn hay sao Chúng ta phải mau xin lệnh cấm xuất Gọi hiện không liên lạc được xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng tiếp Mau đi thôi. Đây không phải lúc đứng ngắm cảnh đâu, phải đi bắt ma hồng chu lại. Hãy giao việc này lại cho cảnh sát. Tỉnh vậy chứ. Cảnh sát đã tìm thấy dấu vết của Bi ơn tại biệt thự của mình. Chỉ vậy thôi mà em cảm thấy tim mình tan nát hết rồi. Bình tĩnh sao? Em thấy lắm đi. Con gái của anh đột nhiên biến mất. Anh cứ tưởng nó bỏ nhà đi, nhưng bây giờ thì lại biết được có người đã bắt cóc nó Vậy anh có thể... Phải rồi, em đã nói rất đúng Là lỗi của anh Từ ma hồng chu tới con gái mình Chính tay anh đã hủy hoại hạnh phúc của gia Mối hận có ích gì chứ Nó cũng đâu có làm cho sự tổn thương và đau khổ của ưng bi ơn biến mất được đâu Việc ma hồng chu không... Đó nữa, nhưng mà Nếu ma hồng chu có liên quan tới việc mất tích của ưng bi ơn Em thề sẽ không bao giờ Tha thứ cho cô anh anh cũng như em vậy không chỉ ma hồng chu mà cả bản thân mình <laughs> em à Im đi Bỏ hãy bình tĩnh lại đi mà không phải là chỗ cô nên ở lại ở bên cạnh của anh chính là chỗ của em anh thuê xong mà là tên hẹn hạ của thế xong <laughs> chuyện này là sao ai đã đưa chuyện này lên mạng là nhớ bạn học của cậu canh chan nhóm bạn à lập tức chặn lại dùng cách gì cũng được mau chặn lại đi mau đưa chan về đây gặp tôi à. Cái gì chứ Trời ơi. Coi nè hả? Sao mày làm vậy? Sao vậy Mày là bạn thân nhất Vậy mà lại hại tao Phát tán chuyện người khác như vậy Mày vui lắm hả Chính mày mới là người phát tán đó Không phải sao Anh hỏi về chị họ của mày Đã bị công khai mối quan hệ rồi Ai cũng biết hết rồi Nó đầy cả tranh mạng rồi đó Hết gì chứ Thằng cây tiện ừ. Mày chết đi Là tr... Ôi, ôi, ai đã làm con trai như vậy hả? đứa con trai và con trai bà con yêu quý nhất trên đời. hay là thư ký cha anh, anh đã cào mà con trai của tôi hả? không tại sao thư ký cha anh lại đưa cha anh của tôi về đây chứ? giờ này là giờ học ở viện mỹ thuật mà. nên anh muốn trả thù đúng không? đúng không hả? đúng không? đúng không hả? Ôi, Mẹ không phải như vậy đâu mẹ là chuyện quan trọng khẩn cấp lắm đó đi đâu đi kìa mẹ mẹ nói đưa thằng bé đi đâu là sao hả mẹ ta đã cảnh cáo rồi thương cha anh thì con đừng làm chuyện gì khinh <laughs> mẹ ơi là lỗi của con hết đó mẹ không phải giờ cha anh đang hư thối này con lỡ bấm một cái nên ra nông nổi này mẹ 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 à cha anh không thể đi được đâu con xin mẹ đó bởi vì con là con út nên mẹ đã chiều hư con rồi cha cũng có lỗi nó là đứa đám thế nào cho qua được mẹ à thôi đi đưa nó đi du học đi không con con không, không được đâu mẹ mẹ ơi chuyện như cô con mẹ ơi con xin mẹ đừng đưa nó đi đâu mà mẹ đưa nó đi du học học tiếp mỹ thuật hay là học kinh doanh cũng được thôi mà mẹ nó thì cứ nhắm mắt học lại cái gì đó mấy năm rồi về thằng bé đó cũng đã lớn và trưởng thành rồi làm gì đứng đó nữa mau đi ra đi <laughs> à, cậu tới rồi à? Bất thông gia. Là người ở tổng công ty mà lại tới nơi nhỏ bé này làm việc Tôi thật vô cùng biết ơn À, nếu có chuyện gì mong cậu chỉ bảo thêm À, tôi bác à, Tôi chỉ là giám đốc buồn nhìn thôi Còn phó giám đốc cha đây mới thực sự là người làm hết mọi thứ Tôi chỉ xin cậu một việc Hãy chuyện nhờ vào cậu hết <laughs> à. à, nhưng phó giám đốc Tôi nghe chuyện của VN vẫn à, Được gì nhiều đâu Không biết nhiều thiệt à Chuyện lớn của nhà mình đâu chỉ có một hai chuyện. Em à, giám đốc cô tới rồi à. À cho tôi hỏi, chuyện lớn mà cô vừa nói là gì vậy hả? Chính là tai ba. Lỗi của ba. Con ơn và con U Vì nghĩ mình không có quan hệ máu mủ nên hai đứa nó yêu nhau. <laughs> Còn giám đốc cô thông gia đây, thì có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác cũng đã ba năm rồi Chính là ma hồng chu Sao em làm như vậy chứ Lỡ như bà bắt ấy sốc quá rồi ngã xuống thì chúng ta phải làm sao đây Ông ấy cũng biết thôi mà Nếu là ba của em dâu thì coi ông ấy cũng như là thành viên trong gia đình rồi còn gì Mà đã là gia đình Thì chuyện đau lòng thì Cũng phải cùng nhau chia sẻ Vậy em tính làm cho bác ấy đau khổ của chúng ta hay sao chứ Chỉ là đau khổ thôi sao Ông ta cũng có phần trong việc khiến Yuri bị đưa tới Paris Và đuổi con U ra khỏi nhà mà Hay quá hả Em biết luôn sao Em Không chuyện gì có thể qua mắt được em Em có thể Gặp chủ tịch nói chuyện giùm anh có được không Thì chắc chắn là em cũng chịu tổn thức không ít đâu tôi đây gì chứ tôi biết rồi ma hồng chu hả chuyện gì vậy trong vụ bắt cóc cái gì chứ mẹ đã tống yuri sang paris còn đuổi cả con u nữa như vậy vẫn chưa đủ sao mẹ con rể cha ở không nếu còn muốn nói chuyện của phó kế tiếp tới lượt con sao? Nếu con cũng làm điều sai trái Thì con cũng phải trả giá Đối với thế Sao đối với con lại khắc khe như vậy hả? Vì con còn nhiều thiếu sót Nếu con muốn giống gô thê sông thì giật Chắc mẹ đã biết Trưởng phòng Ma Hung Chu Là kẻ tình nghi Cháu gái của mẹ chứ thì sao nếu như mà hồng chu thật sự là kẻ bắt cóc đều là do thê sông chứ sự khủng hoảng mà chiên quan đang đối mặt đều do thê sông mà ra không cần lo thê sông nó Vì nó là người thừa kế mà mẹ quên rồi sao khi ba còn sống luôn nói con thông minh hơn thê sông lại có chết ba khen con rất nhiều ba đã nói không phải thê sông chính con mới là sự phán đoán của bà còn không còn tác dụng nữa mẹ là người thừa kế tại sao không phải con mà là thê sông mẹ cũng là phụ nữ kia mà tại sao thích bởi vì con là phụ nữ con cũng không phải là mẹ nên thê sông phải là người kế thừa vị trí của mẹ chỉ vậy thôi sao vì thê sông mẹ vị trí của thê sông nếu như con muốn thử thì thử đi mẹ đi nếu như con làm được mẹ sẽ suy nghĩ lại chuyện này. Mà hồng chu Cô đã bị cắt. Anh nói cấm xuất cảnh hả? Tại sao chứ? Chúng tôi nghi ngờ cô là kẻ bắt cóc trong chúng tôi được lệnh bắt khẩn cấp cô. Cô có quyền im lặng và mời luật sư. Ta đi thôi. Mời bà. Bà làm sao vậy? Tại sao bà lại xỉu hả? Bà ngất. Nên đưa thẳng tới đây rồi gọi cho em năm năm rồi mới được gặp anh rể đó em à. à nếu như tụi anh có làm gì cho em buồn anh xin lỗi em đừng buồn nữa ừ tôi đây thanh tra xô vậy sao tôi biết rồi bắt được rồi ờ à, không phải vẫn chưa ở công ty có việc gấp nên anh đi trước nha <laughs> em biết rồi nếu cảnh sát có gọi anh biết rồi rốt cuộc vì lý do gì mà các người bắt tôi hả chứ ừ. là cô thê xong tống tôi vào đây phải không tại sao cô nghĩ như vậy chứ lúc nãy khi ở biệt thự cô yêu thê xong mà mau nói rõ lý do đi cô có đúng hay không đúng rồi anh đã thấy nó ở đâu vậy Vậy mà mấy hôm trước tôi cứ tìm quả. Của biệt thự đó. Nhưng tôi chưa từng tới đó. Sao chiếc lắc tay của tôi lại ở đó được chứ? Trước ngày cô thê xong đã hẹn gặp nhau ở biệt thự mà. Bi ơn sau khi biết chuyện đó, vì quá kích động nên đã bỏ nhà ra đi. À, tôi bắt cóc. Tại sao tôi phải bắt cóc con bé chứ? Cướp bà nó rồi tính hại tôi thì có. Vậy tại sao cô lại đột nhiên sang Canada như là đang chạy trốn vậy hả? Bây giờ người thân của tôi đang chờ tôi ở bên đó. Bion, hiện giờ đang ở đâu? Cô... Tôi muốn nói chuyện với thề xong. Gọi thê xong cho tôi mau lên đi. Là như vậy thật sao? Chú và trưởng phòng Ma Hồng Chu Hai người có quan hệ bất chính à? Cũng vì cô ấy đã nhìn thấy cảnh chú cần kề với Ma Hồng Chu Nên mới bỏ nhà đi hay sao? Nếu vậy chú có nghĩ là trưởng phòng Ma Hồng Chu có liên quan tới vụ bắt cóc NBN không? Tôi đã nói là không phải tôi mà sao các người cứ để tôi ở đây vậy hả? Anh thấy xong chưa tới? Nói ra lập tức gọi thấy xong cho tôi. Gọi thấy sao? Thú vị thật. Em và anh gặp nhau mà không phải là trên giường hay là ở văn phòng của anh. Cô nói hôm đi anh tới biệt thự cô đã nói chuyện với con bé có phải không để cho tôi biết đi <laughs> anh đang làm cái gì vậy hả lẽ nào anh cũng nghĩ là chính em đã bắt cóc ưng biên sao nếu là cô tôi cũng có thể làm vậy bắt nhốt rồi trói biên lại À, bà tỉnh rồi hả? À, con gái à, sao con lại ở đây vậy? Con tới thăm ba mà, ba... Con gái à? Dạ, sao ba? Ba đã đưa con vào địa ngục rồi. Ba nên đã đẩy con vào nhưng quá ra đó là địa ngục. Không phải đâu ba. Nếu ưng bị ơn quay về thì... Ba đã nghĩ con rể của ba bề ngoài có vẻ lạnh lùng. Và nó chỉ có yêu một mình con thôi Và nói đó... Nhưng sao nó lại làm vậy chứ Nó có người khác ở bên ngoài Lý do mà con phải chịu đựng Người chi chọc chứ Vì con rể gô không phải sao Vì nó nói chỉ có mình con Và ơn chồng bây ở căn nhà đó Về sống với ba đi con Nha con Nếu như Biên quay về Thì chúng ta sẽ sống cùng nhau Bà sức ở Chinh quan trong hôn cũng sẽ tự bỏ. Chức trưởng phòng thư ký gì đó. Chúng ta hãy sống cùng nhau và đừng có tham vọng gì hết. Bà phải làm sao đây? <laughs> Anh Trinh Hiết à, bắt được Ma Hồng Chu chưa? Trong uyên à. Đang ở đồn cảnh sát có phải không? Anh nói cho em biết đi. Đúng vậy. Ba ưng. Kết thúc buổi hỏi cung, anh sẽ gọi cho em. Em hãy chờ đi. Em biết rồi. Trong yên à. Chứng minh được chỉ có một mình anh thôi Sao Cô nói cái gì vậy Hôm đó ưng bia ơn Đã thấy em với anh cùng nhau Em với cậu bé cãi nhau Có lẽ lúc đó Sợi lắc tay của em bị đứt và rơi xuống đất Sao tôi có thể tin lời cô đây anh Mới có thể chứng minh được Là em vô tội Quan hệ của em với anh Hãy cho mọi người biết hết đi Quan hệ của cô Bây giờ cô và tôi Không có quan hệ gì hết Đến giờ này, sao? Chắc cả mẹ ra có quay lại hết. Chính xác ngày đó em và anh đã phạm phải tội gì? Ưng ừ, bị ơn và em đã nói... Ưng <laughs> ừ, bị ơn của tôi...